Rivaldo gánh Barca, gánh Brazil. Gánh Brazil cái năm 2002 ấy. Chappi chít chân, Rivaldo gánh Barca vào những năm 98. Hơi tiếc là lúc đấy Rô Béo phêm to và Rô Béo lúc đấy là người Real. Năm đấy thì là Rô Béo chưa chính thức là người của Real Madrid nhưng thực ra là hợp đồng nó đã xong rồi. Báo chí Real nó mới từ cái sự kiện World Cup nó mới búp. Nó mới búp cố lên Rô Béo cái đợt đấy. Ông Rivaldo năm đấy mới là cái ông đá hay hơn. Cuối cùng thì Huỳnh Tấn Phát, hy vọng sau đợt ra Toti rồi sửa lại icon cũ. có bao nhiêu rồi Rô Béo ăn hết, bao nhiêu fame Rô Béo ăn hết. Ở đây mình không bảo là Rô Béo không đóng góp gì, Rô Béo vẫn hay, nhưng mà Rivaldo năm đấy đá cực hay. Ngoài ra thì đội hình Brazil năm đấy là một cái đội hình nó quá mạnh. Dương Văn Khánh, bu cha icon chắc phế Đấy, hì. to đến mức độ này. Năm đấy ông Rivaldo còn bị mang danh ích kỷ thì mẹ đéo đỡ được, gánh tim vãi cứt. Không có quả sút của Rivaldo mà Oliver Kahn ôm không được ấy thì lấy đâu ra bàn thắng cho Rô Béo. Tùng Thanh, biết là icon thì được bắt Bàn nhưng thứ mà tốc hai độ đúng Philip nhả cho Rô Béo Hương sút là một tí điều vô nhá. lý. Ừ. Năm đấy Rivaldo đá hay, đá hay. Mấy cái cụ huyền thoại thì mình không xem, không xem lại nên là mình không biết được toàn highlight. Tèo 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 tèo. Tốc độ vì đích hơn Pion. Pion nó tăng tốc lên thì vẫn phế thôi. Với gameplay của FIFA 4 này, anh ấy không phải là sự lựa chọn đáng tin cậy. Tùng Thanh, Weon khởi nghiệp là SV cánh mà chạy lại thua Buồ. Vì đích là búp hơi hơi to. Vì đích cũng vậy. Sự nghiệp quốc tế không tốt. Sự nghiệp quốc tế của Kaka. Ừ, cũng tròn vai. Thực ra là Kaka Huỳnh thì Tấn không đến Phát, nỗi hình phế. như sự nghiệp quốc tế của Kaka cũng tròn vai thì phải xếp nhỉ? Nhưng mà ở những cái giải đấu như Copa các thứ thì Kaka đã lại hay. Với lại Kaka là nhân tố gánh team. Khó này, lần này khó này. Dương Văn Khánh, FIFA 21 có vua đá phạt Brazil Juninho không anh? Không. Anh em đã đọc bài đầu tiên về loạt bài tiểu sử Chimmer ở trên phê thể thao.vn chưa? Mọi người hãy cho xin ý kiến đi. Mọi người có thích đọc những bài viết kiểu như vậy không? Hãy truy cập phê thể thao.vn để đọc bài viết mới nhất. Chúng tôi sẽ bóc phốt các streamer. Nếu anh em ủng hộ thì mới viết tiếp. Còn không thì thôi. Tội chi, phí công. Nãy giờ không có tinh anh để ăn. Lối chơi không tinh anh làm sao? Anh chờ đợi một cơn mưa. Medzin Việt Nam thoát rồi, gặp Ngọc Giờ Hin thoát luôn rồi, sợ. Vãi lèo à. Vãi lèo. Trời thế ai chơi. Nhặt hết con người ta đi. Cho nhau lối đi riêng chứ em. Quang em ở Phạm, em thấy trong bài có thông tin ra thế khủng anh tiết lộ đi biểu tượng Pacman. Không có đâu em. Nếu anh em đã đọc thì anh em có thể share bài giúp mình để các cộng tác viên lấy động lực viết tiếp. Thực ra đấy
các bạn đọc rồi share chia sẻ các thứ, nó mình trả được tiền ở đấy nhưng mà nó niềm vui các bạn ạ, để cho anh em quản trị viên người ta còn đóng góp. Anh bị chém rồi, ông hùng trắng này, sát thủ này, sát thủ trâu lắm này. Giờ có Ngọc Tiên Phong à? Do Beautiful. Hay lắm Hoàng Khôi. Bình luận ở dưới gì anh em? Bình luận ở dưới để ấy à? Thôi bình luận thì anh em share bài thôi. Có thời gian mình sẽ fix lại cái giao diện. Con bị đau à? Con bị nhíp tay vào ấy đúng không? Con bị kẹt tay vào bàn đúng không? Ừ, con cẩn thận nhá. Ôi đau đúng không? Bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh không? Cái ghế đây nó xoay đấy, những cái đấy con phải cẩn thận chứ. Quang em ở Phạm, thổi phù phù cho cháu đi, anh biểu tượng Pac-Man. Cứ bị xa nên là con kéo vào đúng không? Nha. Làm sao bố chú ý nhá. Hàn hết rồi, rồi biết này, chớp tay đúng không? Rồi. Đúng rồi, về Quang em ở Phạm, mà dạo này anh không cho cháu lên sóng mở thẻ icon nữa à? Nguyên tân sói lại không ra đồ là anh mình này. Có chứ, phải ra chứ. Không ra tí đồ là luôn. Ra là trước đó em nhận nhiều đồ. Không có tí đồ nào, nhận gì đâu. Chung 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 chung. Giờ bố đi rửa tay nhá. May chưa chảy máu. Giờ con đỡ đau chưa? Con đỡ chưa? Đỡ rồi đúng không? Xạ đánh thần tài. Số 3 đánh thần tài. Con đi vào rửa tay đi. Rửa tay rồi. Bố dũng cảm. Mình cũng con cứ đi rửa đi, con rửa đi, rửa cho sạch đi. Hello hai anh à, chào em. Tụ bão ré ke chắp pi chít chân bắt a hơn. Cái gì? Tụ bão là ngon. Tụ bão cho con nào thì ngon? Con nào cũng được. Cứ con nào. Nhưng mà bài gì mới cần như đấy chứ? Bài vẫn được mà anh chưa kiếm con thần tài nữa. Chưa kiếm được. Anh ghép cái giọt nước với cái áng phép xong rồi cái vô cực chén sương mệnh cho con nào ấy chứ hả? Vô cực thì anh cho con Ahi, còn cái chén sức mạnh thì anh cho con kim dẹt đó kìa. Thật ra là anh nên đánh cái kiểu con cầm con kim dẹp đấy, con kim dẹp cầm cái đấy kiểu kiểu đấy thì nó sẽ mạnh hơn. Cái đai lưng cho con Anie đưa anh hối chơi thần tài rồi. Thần tài này đấy không mở lỗ nhỉ, phải cẩn thận.
thì lỗ máu thôi. Đúng rồi. Không, không lỗ được đâu anh ạ. Trừ khi là anh không biết thôi. Mình yếu quá thì mình nổ lúc DM7 luôn. Nổ sớm mà. Anh không thì thôi, cứ nhận lấy tiền thôi. Bố à, con có leo không? Phải bố giúp con. Kiếm cái giọt nước anh ạ. Ông thần ông ấy kẹt tay. Bán con đấy đi, bán hai con 4 tiền đi anh. Để em đi. Hai con 4 tiền này. Anh như định chơi Morgana. Yếu lắm. Nó yếu lắm. Thế à? Morgana mạnh ấy. Wow, kiểu C. Cho đi. Thua kìa. Thua mới dội. Bố định làm gì đấy con? Một, hai, ba. Hai đồ, ba đồ rồi. Hai đồ. Ôi ôi. Trông trẻ gaming nè. Nó lại ra quỷ thư kìa. Có buồn không? 3.7 thôi mà anh. Cần gì phải ghép sớm. Xe kia. Lên 7 luôn đi anh, bán đi lên 7 đi. Bán cái gì cái... Bán mới có 4 tiền đi lên 7 điểm. Anh để cái gậy kia lại mà kiếm cái gì nhỉ, cái giáp hồi sinh cho con AI. Đố đúng, chuẩn cho AI rồi đó. Mua Yumi vào không anh? Mua con Yumi kìa anh kìa, là có cả linh hồn cả biển kìa. Kinh nhỉ, thằng này nhện vàng. Anh cố gắng thua lên khoảng 5 trận, 5-6 trận. Đấy, cho con bỏ con Kata đi anh, cho con Studo béo à. Sezu. Bán Fiora đi, cho con hai con tiên phong của anh vào đấy, hai con đấy còn nhặt. Từ từ, khai sáng. Không, khai sáng bằng yếu lắm. Không, khai sáng. Tiên phong với pháp sư là đẹp rồi anh đánh 4. Anh đánh kiểu tiên phong pháp sư ấy. Tiên phong pháp sư mà bị ẩn mà. Bán con đấy đi, bán hết cái mấy con. Này, đang kẻ dễ đi. Đang mẹ khai sáng ấy mà nó còn ấy đây này. Mà đang thắng đây này. Bài anh được tiên phong pháp sư là đẹp nhất. Ra sớm. Địt hai kiếm. Vẫn bây giờ lại không ra là con ấy chứ. Không ra là con tam ken chứ. Láo thế. Thôi anh đánh 3 thần tài thôi. Đừng đánh 6. 6 gì? 3 thôi. 3 thôi là đủ rồi. Một chú ra đi này. Lắp cái xe ke đi anh. Hả? Lắp bớt một cái xe ke đi để lắp cung làm gì. Lắp cung, lắp cái xe ke kiếm. Không còn tài lắm, hiểu đồ anh Bình ạ. Có chứ, anh phải theo cái lối chơi đấy đấy. Ba rồi, thần tài làm sao mà có thể không. Minh Quang Vũ, đánh thế này hỏi sao toàn top 8. À, cái thằng Minh này lại nói nhiều. 10.000. Đánh 10.000 một trận vào đây. Tèo, 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 tèo.
Anh có đánh 6 hiện tại thì anh phải lên 8 sớm. Anh để luôn lên 8 đi. Tớ này vẫn an, tớ này vẫn an. Chắc chỉ mấy đồng tiền, phải lên sớm. Phải cho đôi bạn lạnh đít ngay. Hết vào rồi anh. Thiếu con à? Thiếu con tầm kèn. Dô né hùng tráng à? Hùng trắng với cả hùng đen này. Không, để cái tỷ lệ crit nó là 100% em. Với lại là khi mà con đến nó ulti xong nó bắn nhanh. Chuẩn bài đấy. Đây này, cái này nó tăng tỷ lệ chí mạng à. Anh thấy lắp cái này với ấy còn hơn hai cái găng bỏ thạch ấy. Tài mới láo chứ, thì mẹ kiếm súng cho thần tài luôn. Cắt. Nhà nhiều đồ. Bốn thần tài chứ. Có chán không? Chắp bí chít chân, găng ngon hơn anh. Thôi rồi. Minh Quang Vũ, Râu Kiếm Tam. Tầm này mà roll Tam Ken thì mẹ ăn cứt. Minh Quang Vũ, Tiện Kiếm Ahuri 2. Ghê quá. Thua với ghê. Đinh Văn Sang, bài này top 8 rồi. Tám là tám thế nào? Vậy bạn. Rõ ràng là phải thay Nami rồi. Minh Quang Vũ, thay Nami. À, còn nhện vàng. Nghề đéo chịu được. Minh Quang Vũ, vứt cho con Lilia chứ. Đằng nào chả bán con ấy. Bán con kia. Cứ từ từ. Vai lèo. Mình chưa biết cái con Lilia này nó có skill gì. Nó giúp ngủ quá. Minh Quang Vũ, lấy Sion. Hả? Nó giúp ngủ. Nhưng mà cái skill của nó thì bỏ cái gì? Trời ơi! Lấy sen thì không lấy! Ý mẹ mỏ! Lấy sen không phải anh vứt được một con đi không? Vứt con tiên phong đi không? Phong phong cái đéo gì? Skill du ngủ. Bài thắng này đánh thành thua. Thua thế đéo được mà thua. Đúng. Anh không chơi 6 thần tài thì anh bán luôn hai con Zidik đi. Tao vẫn định 6 thần tài đấy. Định 6 thần tài à? Thôi đéo được à? Chắc bị chân, hai con Zing bán đi. Đéo kịp rồi. Không đỡ được. Rồi bài thắng rồi thành thua. Bậy. Ngày thua là đúng rồi. Đấy con sen thì phải đẹp con bao nhiêu không? Hùng Huy, tuy nhiên lên dẫn hai là tiên phong luôn, giúp được cái con Atrox đi. Cái gì? Cái gì? Anh ơi. Con gì? Con gì? Vứt con EZ đi. Sao lại vứt EZ?
tay Z đi, lém cái mũ cho con ta, cho con Zone. Chắc vì chip chân. Lém một cái súng cho con Zone lần vứt con Kata đi. Mũ đéo gì? Vứt Kata. Vứt Kata đi, Kata tầm này cái gì? Ngồi lại mấy, cứ bỏ cho con Lilia đi nha. Đi đây. Đinh Văn Sang, Uri thì anh nhanh lên, anh chắc thua đít rồi. Mũ và kiếm súng cho con Zone. Em đi trước nhanh Bình nhé. Ngọc xin phép đi trước à? Mũ và kiếm súng cho Zone đi anh Bình ơi. Tôi lấy tiếng Anh đi anh ơi. Đây sau tên này Sen 2 rồi. Cùng giáo kìa, lấy con lấy thay con. Con nào? Bây giờ anh bán con này Z đi. Bán con này Z nữa đi. Mũ với cả ấy cho con đấy. E Z là con đéo nào? Bán rồi. Rồi, giờ vứt con kia vào nữa là đủ là 2 viên. Rồi, rồi. Xong rồi, tuần sau là Ron. Bắt được quả mày. Zone đại sư nhỉ. Mắc Bình. Mắc Bình, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh có hai cái kiếm súng thì anh nhét cả Zone luôn à? Kiếm súng thì vứt gì nữa? Kiếm súng rồi vứt cho con đi xin. Zone anh. Zone đại sư này. Quảng vào luôn anh. Bài này top 1 rồi. Bài lồn tịt nhanh nhé. Tiếp. Đồ. Kiếm con Irenia nữa. Chắc kiếm con Irenia nữa. Tên sau là thua. Kiếm súng. Ui. Kiếm súng mới quyền năng. Ui giời. Tự nhiên cho thì kiếm súng với quyền năng. Kiếm súng quyền năng đúng rồi, mua thẻ đúng rồi. Bây giờ còn một cái kiếm súng nữa cho con nào. Kiếm súng cho con Nishin. Ui, hai luôn. Bài đôn đỏ thế. Hai luôn, bài đánh có một chặt rồi. Bài đôn đỏ thế, chơi cái gì? Không phải anh ấy đánh hay. Bài chơi cái gì? Bây giờ anh kiếm con Irenia đấy nhá. Ừ. Mình con Zone là cân hết rồi, mình nghĩ anh kiếm chết được. Nó bốn đại sư là mẹ một team nó đánh nó không nhấc được tay lên đâu. Còn Lilia 2 lừa. Lừa lộng đéo gì? Lừa. trên kênh anh em đang bảo vậy. Mồm thiêng à? Mồm thiêng. Vứt mẹ một bí ẩn ra. Đây Lilia đây. Thay con Azi hay hơn Azi qua rồi. Anh Lilia nhỉ? Lilia. Chắc đi chip chân. Italia 2 rồi. Hiểu. Đây này, con anh vừa lấy cho vào đây này. Con thôi, cả con Lilia thì 2 rồi. Thôi đừng mua nữa, hôn đi. Bây giờ xoay bài đi, xoay bài đội bạn đi. Đốn đi, tầm này không phải suy nghĩ. Bài đánh top 1 rồi. Đốn đi, đốn mà kiếm con gì, con đồng hồ cái 2 ấy. Con gì mẹ nhét mẹ cái Neko vào. Thì đúng rồi, anh thích nhanh lắm. Tầm này nhanh lên đến cuối game rồi. Red Dog. Chơi game Red Dog. Zone nó cân hết, anh không phải cân hết rồi. Mình chỉ nghĩ có bí ẩn là nó cũng vừa có trâu nữa, có thêm cả cái giáp kia trâu lắm. Đéo chết được. Từ khi bị CC đến chết thôi chứ còn. Bây giờ anh bắt được rồi, là được là win. Ui. Con Zone há vớ vẩn này làm bá quá. Nó bớt đi. Đừng lỗi mẹ. Vớ vẩn. Con này cứ lên 2 cảm giác vô địch phải đây rồi. Tên ba anh lửa game lửa Red Dog trời ơi lên 3 chứ lên 2 đéo gì giờ mới ra tam ken này luôn em kìa ôi cháu đỏ đầu tiếp đốt đại ca xong đấu Lee Sin này thôi cho nó lên 2 anh cho con sen lên trước cho sen lên trước để cho con đấy nó còn ulti để cho con sen đua đứng sau nó còn ulti. Đứng là mày cho gần cái mẹ mất giác bây giờ. Cho đỏ. Chơi game cho đỏ. Cho đỏ cái gì? Đây là đánh hay. Chết. Chết biết gì? Cho đỏ chơi game. Chém hết. Quẹt cái lại thời cả đầy máu chơi cái gì? Đúng đấy con át của nó. Con át tinh anh của nó. Phát tinh anh gì? Nó làm gì có bắn được đâu.
thêm 2 miếng nữa, không cần, ngoài lại thì miếng. Bây giờ nhặt cái đéo gì bây giờ đây này? Red Dog thế ai chơi? Giờ nhặt gì á? Giờ nhặt kiếm súng à, cái gì? Có cái đại bác không? Đéo có đại bác. Có đại bác thì anh nhặt không, đừng. Anh con một con đạch cái cuồng đao. Cuồng đao. Cuồng đao cho đi. Cuồng đao. Đây con Nunu anh ơi, Nunu. Cuồng đao cho đi. Tên không nhặt tiên phong cho nó luôn được. Tùy anh. Vứt được một con a chốc đi. Bây giờ cho con gì? Hồi xin. Rồi, bố biết rồi. Vứt mẹ con a chốc đi. Địt cụ à. Có tác dụng đeo được. Vứt mẹ a chốc đi để em đeo. Kiếm xong đấu đi, kiếm xong đấu hay hơn. Kiếm xong đấu cho con a chốc. Ủa, mẹ dù này tiếp luôn. Hai dù này. Chơi game này đâu được rồi. Ủa bị chậm hơn mấy cái sao. Cảm giác mình cứ nói bị chậm như thế nào. Chậm như thế nào. Ai mà cản được. Chắc bị chít chân. Kiếm sao pháp sư. Anh lại vứt kiếm súng cho à, cuồng đao cho con Yone thế. Thì nó nhét cái đéo ra được. Thế mới là anh Bình nhỉ. Thế mới là anh Bình. Tin thôi. Đúng là bài người ta. Đúng là bài Red Dog thì được chọn được thắng. Tuy không hay nhưng anh biết thế nào là ảo. Tuy không chọn được thắng. Em cần mình. Đồ gì hết. Anh Bình ơi. À. Cho con Zolea đủ cho con lại đi lên Nga này phút cuối này. Thôi kệ. Chắc bài là chính này, tí này chuẩn bị này. Lúc nào gần hết giờ ấy. Đổ chỗ cho con đi lên Nga. Ừ, bây giờ em bảo kiếm thêm một con song đấu nữa, vứt vào con tay thay cái con Seju đi. Đấy, lấy con Azi thay con Seju. À, cái đéo gì? Thằng ngu rồi. Thằng ngu này nó tự đổi bài để tí nữa con Zone nó lao mà nó chém vào đằng sau này luôn này. Không, hai con thì nó lé làm sao được. Hai Zone thì làm sao nó né được. Con nó né làm sao được. Thật ra thì bài nó vẫn thua thôi, nhưng mà kiểu nó tự nhiên nó đổi bài cái thì đương nhiên cái tỷ lệ thua của nó lại càng cao. Ừ, tờ này mà nó giết được con Zone đấy là nó ăn đấy nhá. Ôi giời ơi. Chắc bị chít chân, đồ Ahri cho luôn luôn anh ơi. Cái chống CC này có phải lắp vào đồ Ahri cho Zone luôn à? Cũng được, nhưng mà Ahri gánh đam hết đấy. Chẳng có con Ahri gánh đam nữa. Đừng gánh đam cho em cả. Bây giờ anh lắp cả PC này, xong rồi để lên để cho nó đá cho con set hoặc là con ấy đi. Set không đá được, nó đang có cái kia. Nó đang có cái kia thì để cho nó đá con. À, đá được. Lém cái này cho con set, à cho con DC luôn, được. Lém cái kia thì nó không bị đá, không bị choáng. Xong cho lên trên, nó đá thì để chỉ cần đá trúng cái con nào ở hàng trên tanh là được. Nó nhiều đam. Từ từ ông đổi nhá. Phút cuối bằng kia ông đổi. Chắp bị chít chân. Nó có ba pháp sư đâu mà nó hay OT. Mua đi đây 2 nhìn cho nó đẹp và sẽ chạy làm gì. Mua đi đây đi anh. Mua rồi, ướp. Mình tiếp đi. À lấy xong đầu thay con kia cho em. À, nó có, thay con Seju đi. À nó có Lee Sin 2 đấy. Thay con Seju đi. Trong đấu tay Seju. Khả năng thì mà nó đá bay con đấy của anh rồi. Mày thế. Mày là mày thoát được. Tưởng qua đấy nó đá bay con Zole này tôi. Anh cũng Lee Sin 2 chứ đùa à. Chát ôn. Ngu. Rồi chọn người thắng. Rồi đi đâu. Chê nhỉ. Sao mày có vẻ bức xúc anh à? Anh win mà sao mày có vẻ bức xúc vậy? Gà. Anh thêm mà thắng được thì cũng được. Để cho anh tin cũng thắng. Bellyball Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV.
Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellyballstore.com.